Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 8, em muốn chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha. Trở lại với cái video này, em xin phép chia sẻ một vài thông tin gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình tối hôm nay. Đầu tiên thì em chia sẻ cả nhà mình và cũng như nhắc lại những dòng trạng thái, những status của qua hè ha cả nhà. Trước khi mà qua hè chưa có quay xe đó, thì qua hè nói rất là nhiều hơn cả nhà. Em có đọc trên group của mấy anh chị chia sẻ về qua hè này, ngày xưa hứa đủ điều và hứa những gì, bây giờ còn lại rất là nhiều bằng chứng nè cả nhà. Qua hè ngày xưa nói á, vào ngày 23 tháng 10 năm 2023 đó, thì qua hè có ghi một cái dòng trạng thái á, là Hồng Loan là con ruột của chú Vũ Linh, 100% chú Vũ Linh xác nhận, nó chính miệng, chính status và trang cá nhân của qua hè đã nói ha quý cô chú anh chị. Rồi tiếp theo á, là ngày 26 tháng 9 thì qua hè lại có một cái dòng trạng thái nữa, hứa cả đời này sẽ thương và chăm lo cho em gái, không để ai làm cho em tắt đi nụ cười, hay chị sẽ cười cùng em nhưng chị sẽ không khóc cùng em vì chị bận tìm đứa làm em khóc để nói chuyện tới công chuyện với chị cả nhà. Rồi tiếp theo một dòng trạng thái khác thì nói là tự nhiên nhìn nó mà lòng nặng, số phận chớ chiêu công chúa bị mắt đỏ, chị sẽ bên cạnh em dù chị chả giúp gì cho em, chị nặng lòng lắm, thôi để thời gian trả lời đó. Rồi một cái lời hứa tiếp theo đi, sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định đầu tư 30 tỷ làm bộ phim về cuộc đời của Võ Thị Hồng Loan, một khi đã máu thì con ra con, cháu ra cháu, báo đời hết vai đó. Ai ủng hộ comment nha. Thì cái dòng trạng thái này vào ngày 3 tháng 9 năm 2023 của chú anh chị đó, thì cô chú anh chị cái dòng trạng thái này trên trang cá nhân của qua hè đó thì cả nhà cũng biết rồi, lấy biết bao nhiêu tình cảm và cũng như là tên tuổi của mình, BA tên tuổi của mình biết bao nhiêu đó cô chú anh chị đó, cả nhà mình đến đến mà xem ha cả nhà. Và cũng như là qua hè có phải là đến vì vụ lợi, đến vì BA tên tuổi hay không, khi mà không có được cái gì á thì qua hè lại đành rút lui và kéo theo đó là anh Hữu, kéo theo anh Hữu ha quý cô chú anh chị. Anh Hữu cũng vì chắc có lẽ là má Tư tặng cái con cái tượng á, hồ ly chín đuôi đó, cáo hồ ly chín đuôi cho qua hè thì có lẽ là sai lầm mà cả nhà. Tại vì cái hồ ly chín đuôi là nó chuyên đi dụ dỗ đàn ông và cũng như là thu hút cái người khác phái, mà đặc biệt là bông hay là trái nó cũng thu hút, thì chắc có lẽ là anh Hữu này cũng đi theo là cũng chính dự từ cái mà cái con cáo chín đuôi này của chú anh chị. Phải nói là qua hè ghê thiệt, và má Tư cũng đã sai lầm khi mà tặng không đúng người đúng chỗ, và cái tượng mà đá cẩm thạch cáo chín đuôi thật sự rất là đẹp mà tặng cho qua hè thì quá là tiếc luôn cô chú anh chị. Má Tư cũng có lên tiếng nếu trả lại má Tư cho 20 triệu xài chơi, nhưng mà không biết qua hè có suy nghĩ tới đâu rồi, thời gian cũng trôi qua gần cả ngày rồi nhưng mà chưa thấy qua hè phản hồi, chắc có lẽ qua hè cũng đang suy nghĩ và cũng như là bàn tính với lại anh Hữu coi tình hình nó như thế nào, có nên trả lấy 20 củ hay không đó. Rồi tiếp theo câu chuyện khác thì em muốn chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn mình như thế này. Mấy ngày hôm nay á, thì mọi người đang bàn tán xôn xao về vụ việc cái con ruột con nuôi, và bà Mì Cay bà cũng lên nói con ruột con nuôi cô chú anh chị, bà nói là phía bên tay con dê đó nó có những cái vi bằng, có những cái bằng chứng rằng Hồng Loan là con nuôi. Thì bây giờ con ruột con nuôi lên nói chi nữa, bà Mì Cay này thật sự bà nói chị hao hơn tổn sức mà thôi. Thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, bây giờ trên pháp lý hiện tại thì tòa án quận Cầu Giấy cũng đã phán rằng Hồng Loan là con hợp pháp, theo quý cô chú anh chị Hồng Loan là con hợp pháp, còn vấn đề nuôi ruột đó là tự trong thâm tâm của chúng ta nhận biết và chúng ta nhìn thấy và nhìn biết thôi cô chú anh chị, còn vấn đề con ruột con nuôi thì có lẽ là bạn nhìn bằng mắt thường thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi, từ cách dáng đi tướng đứng nói chung là không phải là cố tình ha, không phải là cố tình mà nó giống như vậy, chắc thì cô chú anh chị mình nghĩ coi, con không giống cha thì cũng giống mẹ, thì nó cũng chắc chắn là nó sẽ có một cái gen gì đó nó giống cô chú anh chị, không giống lỗ tai, không giống lỗ mũi thì cũng giống cái miệng, không giống cái miệng thì cũng giống con mắt, không giống con mắt thì cũng giống tướng đi và những cử chỉ hành động hàng ngày thì cô chú anh chị mình cũng thấy rồi. Hồng Loan rất là giống là cố nghệ sĩ nha cô chú anh chị, ai nói gì nói đến cháu khái niệm gì đó thì kệ, thì bây giờ cô chú anh chị mình cứ đặt niềm tin từ trước giờ yêu thương ủng hộ như thế nào thì kệ nó, những thành phần đó họ muốn dẫn dắt câu chuyện, họ muốn đưa câu chuyện đi xa và họ muốn làm nóng cái câu chuyện lên, là muốn đào bới lên cái câu chuyện thì họ cho rằng Hồng Loan là con nuôi và cũng như là vô ơn, và cũng như là Hồng Loan rất là ma mảnh, từ khi mà trước khi mà chị Ni vào để gọi là đại diện phát ngôn thì chị Loan rất là ma mảnh, họ cho rằng là như vậy,
Thì nói gì thì nói, cô chú anh chị mình nên nhớ rằng á, là trong nhà thì không phải là có mình chị Loan không, còn có Bùm Bùm và còn có Mỹ Mỹ. Bên cạnh Bùm Bùm thì có chồng Bùm Bùm, em nhớ, còn nhớ là anh Phương đó, thì làm trong một cái cơ quan gì đó của chú nhà, hình như là cũng là cơ quan nhà nước gì đó, thì người ta cũng biết luật, cô chú anh chị người ta cũng biết hiểu biết về một chút xíu về gì đó luật, thì chắc chắn là mẹ con nhà gia làm những gì á, thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi, thì cần phải đề phòng chứ cả nhà, cần phải đề phòng. Nói chuyện thì cần phải có những bằng chứng ghi âm cụ thể, chụp hình hay như thế nào đó. Thì trong một năm mấy qua, nếu thực sự Hồng Loan không phải là con hợp pháp, không phải là con của có nghệ sĩ, thì chắc chắn là cái người ra khỏi nhà đó là không phải mẹ con nhà cám, không phải mẹ con nhà gia, mà chính là Hồng Loan rồi, cô chú anh chị đó. Thì thật sự mà nói, khi mà bàn tới tính tới cái chuyện mà con nuôi con ruột á, thì tự nhiên cái em chạy vào trong nhà, cái em lấy cái giấy tờ của em ra, cô chú anh chị, giấy khai sinh của em nè, giấy khai sinh của con em nè, giấy hộ khẩu của gia đình em nè, thì em mới ngỡ ngàng ra, cô chú anh chị, trong cái giấy khai sinh đó của con em nha, là không có ghi, sao mà cơ quan chức năng họ không có ghi á, là con ruột hay là con nuôi, trong giấy khai sinh không có nha cả nhà, chỉ có ghi họ tên của thằng bé, mã định danh, ngày tháng năm sinh và sinh tại đâu và địa chỉ thường trú ở đâu, họ tên cha, họ tên mẹ, rồi xong, và họ tên cha ở đâu, họ tên mẹ ở đâu, và thường trú ở đâu, và đẻ được sinh ở đâu, sinh ở bệnh viện nào đó, rồi ký tên của cơ quan đó thôi, không có ghi là con ruột hay là con nuôi của chú anh chị. Thì tự nhiên cái em ngỡ ngàng ra, thấy chết mồ rồi, cứ vậy thì như thế nào ta, trong trường hợp của Hồng Loan thì như thế nào, có lẽ là cái giấy khai sinh thì nó cũng như là như vậy của chú anh chị. Nhiều khi á, là bây giờ cô chú anh chị mình thử nha, thử mình đem giấy khai sinh của mình ra, đem giấy khai sinh của con mình ra, và những đứa bé gần nhất, gần đây nhất, thì mình thử so sánh coi như thế nào. Còn giấy khai sinh của em á, thì em có ghi, em có thấy là họ tên em, ngày tháng năm sinh, rồi em sinh ở đâu, họ tên cha, họ tên mẹ, và quan hệ với cái người khai sinh á, là ghi là con ruột, có trong giấy khai sinh của em có, nhưng mà trong giấy khai sinh của con em thì không có. Và em mở luôn cái cuốn sổ hộ khẩu gia đình của em ra, thì chủ hộ là ba em, trong đó thì có mẹ em, có em và chị em, nhưng trong cái quan hệ với chủ hộ không ghi là con ruột hay con nuôi gì hết, kể cả em và chị em luôn, cô chú anh chị. Thì em mới ngỡ ngàng ra, trời trời trời, vậy sao trời, rồi sau này như thế nào ta, có phải là giống trường hợp của Hồng Loan hay không. Ví dụ như có một cái đứa đứa cháu mà các họ vô, lỡ ba mẹ em sau này mà mất đi, mà giấy khai sinh của em nó cái giấy khai sinh á, cái giấy khai sinh của em mà nó vô tình nó cũng mất đi, thì chắc có lẽ là em cũng giống trường hợp của Hồng Loan sao, đúng không cô chú anh chị? Trong cái sổ hộ khẩu không có ghi là con ruột con nuôi luôn, mà may mắn là của em á, là trong cái giấy khai sinh nó có ghi là con ruột, nhưng ở trong cái đời mà con của em á thì không có ghi cả nhà. Em không hiểu vì sao cơ quan chức năng lại có những cái sự thay đổi, hay là do người ta thay đổi cái mẫu giấy khai sinh, hay là do người ta quên, hay là người ta nhầm lẫn, hay như thế nào thì em không rõ. Nhưng mà tại sao cái đời em thì có, đời con của em thì không có, nhưng mà trong cái sổ hộ khẩu thì không có ghi là con ruột, con nuôi, con gì cả cả nhà, chỉ ghi là con thôi. Đó, thì cô chú anh chị ha, trong cái sổ hộ khẩu đó, thì chỉ ghi là con không à. Vậy thì cái câu hỏi được đặt ra ở tòa án quận Cầu Giấy, mà cái vụ BH đó, thì cô chú anh chị mình còn nhớ không ạ? Thì đó, tòa án đã gọi là phán rằng Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. Điều đó là điều bình thường, đúng không cô chú anh chị? Thì chúng ta cứ hiểu ngầm, chúng ta cứ hiểu đó là con của cố nghệ sĩ, và con ruột con nuôi thì bên pháp luật, bên pháp lý người ta không cần biết, chỉ cần hợp pháp là được, có trong hộ khẩu là được, được khai là con, đơn giản là như vậy. Còn vấn đề con ruột con nuôi tại sao không có trưng trưng cầu cái giấy xét nghiệm ADN ra, và trưng trưng cầu ra cái gì gọi là con ruột, thì cần thiết gì nữa cô chú anh chị? Đâu cần thiết gì nữa, chúng ta tự trong lòng chúng ta hiểu, tự trong những người trong cuộc hiểu, tự mẹ con nhà gia hiểu, và ông bảy ông hiểu, chính chính em, chính bản thân em, trong hộ khẩu là không có ghi là con ruột con nuôi gì cả. Con em cũng vậy cả nhà, con em mới sinh đây 2018 thôi cô chú anh chị, nhưng cũng không có ghi là cha nó là con ruột con nuôi gì cả, không có ghi em là cha, và nó cũng không có nghĩa là nó chỉ là cái người khai sinh là em, người khai sinh là em đi làm giấy khai sinh cho nó thôi, nhưng trong giấy khai sinh nó thì không có ghi là cha nó tên gì và nó là con ruột hay con nuôi, không có cô chú anh chị. Đó,
cả nhà thấy bất cập không? Mỗi một nơi, mỗi một cái gọi là quận huyện thì người ta có một cách làm nó sao cô chú anh chị, nó khác khác làm sao á, thì em cái đó là em không hiểu nha, em không biết được. Nhưng mà thôi, ai nói gì nói, tới giờ phút này á thì con ruột con nuôi thì tự trong tấm lòng, tự trong thâm tâm mỗi người cũng nhận ra. Ví dụ như những người yêu thương mà những người ủng hộ phía bên mẹ con nhà cám thì người ta cho rằng Hồng Loan là vô ơn, người ta cho rằng Hồng Loan là con nuôi thì kệ, cho người ta cứ nói như vậy. Còn những người yêu thương ủng hộ Hồng Loan thì thấy được những cái cử chỉ, những hành động, những cái vẻ bên ngoài của Hồng Loan, ừ đây là con của ông Hoàng Hậu Quảng cải lương, thì cho rằng như vậy. Thì cứ tạm thời là như vậy ha, chúng ta cứ chờ đợi thôi cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta có tranh cãi đi chăng nữa thì ví dụ như em nói chỉ là một cái lời tham khảo, giống như bà Mì Cai bà nói cũng là một cái tham khảo, hoặc là anh Giang Mai nói cũng là một cái gọi là tham khảo. Còn cô chú anh chị thích nghe ở đâu thì nghe, mỗi mỗi một bên đó đều có một cái fan, một cái khán giả. Giống như bà Mì Cai thì bà có khán giả của bà, em thì cũng có khán giả của em. Cô chú anh chị yêu thương em thì nghe nói, em nghe nói, nghe em nói đó, thì ok cô chú anh chị đồng tình thì like. Còn phân phía bên kia thì cũng vậy, cô chú anh chị mỗi người đều có một cái tiếng nói, nhưng đúng hay sai thì chúng ta chờ đợi kết quả, chờ đợi pháp lý. Và vấn đề ở đây á, là trưng cầu giấy ADN ra như thế nào, và mọi người cũng đang lên án là anh Sang, ca sĩ Nguyên Vũ và cũng như là ca sĩ Lâm Khánh Chi gì đó cô chú anh chị, thì cái đó thì em không cần biết có vấn đề đó. Thì cô chú anh chị mình cứ chờ đợi nha, chờ đợi pháp lý thôi, đừng có nghe những lời mà họ dẫn dắt mà chúng ta lại siêu lầm. Thật sự mà cái bóng tối với cả nhà họ dùng đủ mọi cách, họ dùng đủ mọi cách để họ để chống phá, thì bây giờ chỉ cần chờ đợi pháp lý mà thôi. Qua đây thì em có một bài viết để cả nhà, mà em đọc cho cả nhà mình nghe, một bài viết của nhà báo Song Minh nha cả nhà, một bài viết khá là hay để em đọc cho cả nhà mình nghe ha. Đây chính là bức hình hiếm hoi của cố nghệ sĩ Vũ Linh với đôi nghệ sĩ Linh Tâm và Cẩm Thu. Lúc nghệ sĩ Vũ Linh còn sống đó, ngoài đời thường nghệ sĩ Linh Tâm và lại nghệ sĩ Cẩm Thu đó, xem nghệ sĩ Vũ Linh như là người anh ruột trong gia đình, đôi nghệ sĩ Linh Tâm Cẩm Thu đã lấy tên Vũ Linh ghép vào đặt tên cho con trai của mình là Võ Vũ Linh Thanh, tên thật của diễn viên Linh Tý á. Như một sự khẳng định về mối quan hệ thâm giao ấy, trên sân khấu nghệ sĩ Linh Tâm và nghệ sĩ Vũ Linh là người thầy của mình. Nghệ sĩ Linh Tâm đã biết, anh đã học hỏi được ở nghệ sĩ Vũ Linh rất là nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, thần thái của những vai diễn hồ quảng. Cả hai đã đóng chung với nhau hàng trăm vở diễn cải lương, từ xã hội đến màu sắc hương xa, luôn đối đầu với nhau. Vũ Linh phía chính diện, còn Linh Tâm thì phía phản diện, nhưng họ luôn gắn bó mật thiết với nhau và không thể tách rời nhau cho sự thành công trong một vở tuồng. Còn nghệ sĩ Cẩm Thu, ngoài là bạn diễn ăn ý với nghệ sĩ Linh Tâm, chị cũng đã từng đóng vai chánh chung với nghệ sĩ Vũ Linh trong nhiều vở cải lương truyền hình và video được khán giả yêu mến. Cả ba nghệ sĩ này là tri kỷ, họ xem nhau hơn cả tình ruột thịt. Trong đám tang nghệ sĩ Vũ Linh, hình ảnh nghệ sĩ Linh Tâm, diễn viên Linh Tý đã đeo tang trắng khiến ai cũng xúc động. Từ mối thâm tình đó, trong suốt hơn một năm qua, diễn viên Linh Tý và bà xã Bích Trâm đã ra mặt lên tiếng ủng hộ, bênh vực bảo vệ Hồng Loan, vì họ muốn tìm lại đúng vị trí cho ái nữ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Linh Tý, Bích Trâm và Hồng Loan giờ cũng đã xem nhau như là tri kỷ hơn cả ruột thịt. Đó, một bài viết rất là hay ha cả nhà. Thì bây giờ em nói cô chú anh chị mình nghe như thế này. Nghệ sĩ Linh Tâm và nghệ sĩ Cẩm Thu đã từng là đôi bạn diễn từ rất là xa xưa, biết về gia đình của cố nghệ sĩ rất là nhiều, nhưng họ không lên tiếng vì họ là người lớn, không muốn mất lòng với người lớn ha. Họ không muốn gọi là đôi co tranh cãi đó. Vậy thì cô chú anh chị mình cứ đặt ra một dấu chấm hỏi, tại sao Linh Tý và Bích Trâm lại lại bênh vực và ủng hộ Hồng Loan? Thì anh Linh Tý có thể là nghe những lời chia sẻ từ bác Linh Tâm và cô Cẩm Thu nói như thế nào, nói về cái cuộc đời của cố nghệ sĩ như thế nào, gia đình như thế nào, thì cũng đã, em chắc chắn rằng là sẽ đã có nghe. Nhưng bác Linh Tâm thì không ra mặt, cô Cẩm Thu cũng không ra mặt, nhưng anh Linh Tý lại yêu thương và ủng hộ, xem chị Hồng Loan như một người bạn tri kỷ. Và cũng giống như là bác Linh Tâm, cô Cẩm Thu với lại bác Năm Vũ Linh như ngày xưa cô chú anh chị, là một người bạn diễn, là một tri kỷ, thì bây giờ tới đời con của họ, tới đời con của cố nghệ sĩ cũng vậy ha cả nhà, xem nhau tri kỷ hơn cả ruột thịt.
Đó, cô chú anh chị thấy không? Rất là quý ha. Khó mà kiếm được tình bạn, kiếm được tri kỷ như thế này. Nhiều khi á, là ruột thịt ha. Giống như là cô sáu chú bảy hay là đứa cháu các họ cũng là coi như là ruột thịt đó cô chú anh chị. Ngày xưa thì coi ruột thịt, bây giờ chắc ruột thừa rồi, đúng không ạ? À? Bây giờ chắc ruột thừa rồi, ngày xưa ruột thịt đó bây giờ còn thua, thua người dân nước lã nữa cả nhà. Bây giờ tìm đủ mọi cách để xóa bỏ nhân thân, xóa bỏ cái danh phận con gái của ông Hoàng hậu Quảng Cải Lương. Khi cha nằm xuống thì tự nhiên cái con của ông Hoàng á, phải đi chứng minh tôi là con của ông đó, ông đó, ông đó. Vậy đó, thật sự cô cháy, cô chú anh chị mình thấy à, khổ không? Rất là khổ đúng không cả nhà? Dồn ép một đứa cháu, dồn ép một người chị của mình vào một cái con đường cùng gọi là lao đao đó cô chú anh chị. Phải khổ sở chật vật. Thì người ta nói là ở hiền sẽ gặp lành, sống có đức mà sức mà ăn, giống như mẹ con nhà dê sống không có đức thì xịt không có mà ăn của chú anh chị. Cả nhà mình cứ chờ đợi đi, chờ đợi đi cả nhà, pháp lý xong rồi chúng ta sẽ biết được trắng đen rõ ràng, thắng thua ra sao ha. Thì bây giờ cả nhà cũng thấy rồi, BH thì cũng đã xong rồi, vấn đề BH cũng đã xong rồi, thì em tin chắc chắn rằng họ không có thể nào thay đổi được, cho dù mạng xã hội, cho dù bất cứ ai lên nói đi chăng nữa, nói đông nói tây nói chó nói mèo gì em không cần biết ha, thì pháp luật vẫn là pháp luật, không bao giờ thay đổi được cái vấn đề đó cô chú anh chị, không bao giờ thay đổi được. Võ Thị Hồng Loan là con hợp pháp của ông Võ Văn Ngoan, đơn giản như vậy thôi, không cần phải bàn cãi nữa. Ai nói gì nói chó nói mèo nói trắng nói đen thì kệ họ, chẳng qua là lên để câu view dẫn dắt dư luận thôi mà cô chú anh chị. Còn vấn đề mà mọi người kêu trưng cầu giấy xét nghiệm ADN, xét nghiệm con ruột này thế kia, không cần thiết. Các cô các cậu không phải là tòa án, các cô các cậu không phải là thẩm phán, người ta không có cần phải trưng cầu cho các cô các cậu, không cần phải trưng cầu cho những anh chị YouTuber mà phía bên mẹ con nhà dê đó cô chú anh chị. Đó, trưng ra làm gì, cô mấy cậu có cái quyền gì mà kêu người ta đem ra, chờ đi, cứ chờ đi, giống như mẹ con nhà dê, bà xích vậy, cứ chờ đi, từ từ cháu rồi sẽ nhừ, phút 90 còn có thể gỡ mà, còn thở là còn gỡ, 70 chưa gọi là lành, 30 chưa phải là Tết, cô chú anh chị, có nhiều câu bất hủ lắm cả nhà. Thôi, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình ở một cái video tiếp theo, còn vài phút đồng hồ nữa thôi, thì sẽ có kể chuyện đêm phia trên kênh Linh Tý và Bức Trâm Official. Chị Ni sẽ tham gia cái đường live tối nay. Cô chú anh chị và các bạn mình vào kênh Linh Tý và Bích Trâm để theo dõi cái video hay cả nhà và cái livestream trực tiếp tối đêm này. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. À.